Chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình về mình sẽ quay thêm mấy em Longines trong cái lô hàng mới về. Đây là một lô hàng cũng khá là đẹp, mình sẽ mở ra để cho anh em xem. Chiếc Longines này là một chiếc chronograph và nó có mặt dial màu trắng. Chiếc này là một chiếc thuộc model đó là dòng xanh Aimia, và như các bạn thấy ở đây là mình sẽ có một cái thẻ bảo hành chính hãng toàn cầu và được mua ngày 20 tháng 7 năm 2019 tại shop boutique tại Nhật. Model này thì sẽ có mã model là L2.752.5.72.7 và serial number, với cả model đều được ghi hết ở đây đó. Các bạn sẽ có bảo hành toàn cầu 2 năm, trong đó có cả Longines Việt Nam do Tích Tắc phân phối, cho các bạn có thể là bảo hành thoải mái ở Việt Nam. Model này của mình là màu trắng và nó có size là 41 mm. Và như các bạn thấy ở đây, đây là một chiếc Longines rất là đẹp, với cái mặt dial của chúng ta màu trắng được làm rất là tuyệt vời, cùng với đó là bộ kim cọc với cả đế mi vàng. Mình trên tay đây, các bạn có thể search cái mã của mình nhé, để cái mã lúc nãy mình đọc, để các bạn có thể tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm này bán chính hãng tại Việt Nam. Giá của nó thì cũng khá là chát chúa, với giá là 4.200, nếu như các bạn mua chính hãng 4.200 đô. Thì với 4.200 đô thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 96 triệu để sở hữu. Còn với ICS thì cùng một chế độ bảo hành quốc tế toàn cầu và cùng là hàng chính hãng, không phải là hàng sách tay hay grey market, thì các bạn sẽ được giảm kha khá. Bên mình bán chiếc này với giá là 66 triệu, tức là các bạn sẽ tiết kiệm được 30 triệu nếu so với các bạn mua chính hãng tại Việt Nam. Chiếc này thuộc thuộc cái collection là xanh Aimia. Đây là một trong những cái collection mà cao cấp nhất của Longines, và các bạn sẽ thấy ngay là chúng ta sẽ có logo Longines Automatic ở góc 12 giờ. Chúng ta sẽ có cọc số Arabic ở góc 12 giờ, cùng với đó là 8 cái cọc số hình kim cương ở các cái góc này. Đó, tại vị trí 3, 6 và 9 của chúng ta thì sẽ là không có cọc số, bởi vì nó dành cái diện tích cho ba cái sub dial nhỏ. Chúng ta sẽ có kim dây đang chạy ở góc 9 giờ. Hai góc 3 giờ và 6 giờ là hai cái chronograph, sub dial chronograph với sub dial phút ở bên này và sub dial giờ ở đây. Lịch ngày của chúng ta ở giữa góc 4 và 5 giờ. Với size 41 mm, và thì các bạn đeo chiếc này thì các bạn cần tay khoảng 16 cm là chúng ta có thể đeo được chiếc này. Một cái size rất là hợp lý với một chiếc đồng hồ chronograph. Đó, các bạn có thể thấy khi mình lên tay nó rất là tuyệt vời. Chiếc này có cái thiết kế đặc trưng của dòng xanh Aimia với bộ kim cọc lưỡi kiếm, và như các bạn thấy ở đây là cái phần thân đặc trưng. Dòng xanh Aimia là một cái dòng mà được hoàn thiện rất là tốt của Longines, phải nói gần như là tốt nhất. Chúng ta sẽ có ở ngoài là một cái niềng 18K AU750 đó. Phần ba cái núm này của chúng ta được mạ vàng, còn phần dây của chúng ta thì sẽ được được bọc vàng AU 18K. Và bọc với cái chất lượng đó là GC200. Đây là một cái chất lượng tiêu chuẩn của Longines trong những cái thời điểm gần đây. Đó là một cái lớp bọc rất là dày và nó không khác gì là một lớp vàng khối ở phía trên cả. Đó, các bạn sẽ thấy nó rất là tuyệt. Mặt dial của chiếc này là màu trắng, và nó là màu trắng kiểu trắng, trắng kem, chứ nó không phải là kiểu trắng bóng. Nó được làm màu trắng này nó khá là sần, cho nên các bạn thấy nó sẽ rất đẹp. Mình sẽ quay chi tiết này, các bạn sẽ thấy ba cái sub dial của chúng ta ở phía trong thì như các bạn thấy là chúng ta sẽ có đó là những cái đường tròn đồng tâm, chứ không phải là trơn. Đó, các bạn sẽ thấy những cái đường tròn đồng tâm này được làm rất là đẹp. Nói chung là dòng này rất đẹp. 12 cọc số của chúng ta thì sẽ có 12 cái chấm dạ quang, và bộ kim của chúng ta thì sẽ có dạ quang ở kim giờ và kim phút. Ở phía ngoài cùng thì các bạn sẽ có vòng chia phút, đó nó có đầy đủ chia đủ là 60 phút và những cái phần trăm phút của chúng ta. Ở phía bên phải thì có cái núm chronograph, đó khi mà mình ấn thì nó sẽ chạy rất là mượt mà, và khi mình ấn một lần nữa để stop và chúng ta reset ở đây thì các bạn sẽ thấy nó sẽ reset về mo. Chiếc này sử dụng máy là L688.2, và đây là một bộ máy rất tuyệt vời của Longines với cái bánh xe đà color wheel ở đây. Các bạn sẽ thấy cái bánh xe nó được Longines nung xanh ở đây, rất là đẹp, và với cái bánh xe đó thì sẽ giúp cho cái bộ máy chronograph hoạt động mượt mà và trơn tru hơn rất là nhiều, cũng như là nhẹ hơn rất là nhiều. Bộ máy này là một bộ máy đời mới của Longines, với thời gian tích cót nó lên tới 54 giờ tích cót. Chúng ta sẽ có 28.800 tần số động và 27 chân kính. Nó được nâng hơn tận 10 tiếng so với cái mẫu máy đời cũ của chúng ta. Các bạn sẽ thấy dòng chữ tờ Longines xanh Aimia Collection ở phía sau, cùng với đó là mã đầu của sản phẩm Serial ở bên này, và các bạn sẽ có độ chống nước trước này là 33, tương đương với 30 m. Sợi dây đi kèm của dòng xanh Aimia là một trong những cái sợi dây mà mình rất là muốn nói đến của Longines.
Và đây là một trong, phải nói đây là sợi dây thép mà đẹp nhất của Longines tính tới thời điểm hiện tại. Do nó đang còn nguyên siêu cho nên là mình sẽ không mở ra để cho anh em xem được. Tuy nhiên là cái chất lượng hoàn thiện của nó thì phải nói rất là tuyệt. Với cái sợi dây này các bạn có thể thấy các cái chỉ của nó. Chúng ta sẽ có hai cái chỉ này thì được bọc vàng ở phía ngoài. Đó, còn các cái chỉ còn lại của chúng ta thì sẽ được làm là thép bóng, và nhìn qua cái siêu thôi đã thấy nó lấp lánh như này rồi, thì phải nói là nếu như chúng ta bỏ ra thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chung là chiếc này là một chiếc rất đẹp để lên tay. Khóa của chúng ta là khóa gấp đôi với logo Longines và cái logo hình cánh, đôi cánh ở phía sau. Đó. À, chiếc này như mình nói mình đang bán với giá là 66 triệu và đang có sẵn hàng tại ICS. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này có thể liên hệ bên mình để lấy luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.